phẩm 14, cây báu khắp cõi nước. Cõi Đức Như Lai ấy có nhiều cây báu, hoặc cây thuần bằng vàng, cây thuần bằng bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây hổ phách, cây mỹ ngọc, cây mã não, cây lưu ly, chỉ do một thứ báu tạo thành, chẳng lẫn các thứ báu khác. Hoặc có cây bằng hai báu, ba báu, cho đến bảy báu lần lượt hợp thành. Dễ thân, cành, nhánh do các thứ báu này hợp thành hoa, lá, quả, hạt do các thứ báu khác hóa thành. Hoặc có cây báu vàng dòng làm rễ, bạch ngân làm thân, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hồ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Các cây báu khác cũng bằng các thứ bảy báu lần lượt hợp thành rễ, cành, lá, hoa, quả. Đều mọc thành hàng khác biệt, hàng hàng thẳng lối, thân cây ngang nhau, cành lá hướng vào nhau hoa quả tương đương, màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời, chẳng thể thấy trọn. Gió mát đúng thời thổi, cây phát ra tiếng ngũ âm cung, thương vi diệu tự nhiên hòa tiếng, các cây báu ấy mọc khắp cả cõi nước.